Xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ quay về phía bên Nhân Trạch để quay theo yêu cầu cho các bạn xem hình ảnh cái đường cảng Phước An mở rộng. Mình đang đi ở trên đường này là cái đường Trần Phú đây các bạn. Phía sau lưng mình là ra kết nối với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh qua cái cổng 39 các bạn ơi. Phía trước mặt mình là cái Tùng Binh. Nó có 1, 2, 3, 5 cái lối rẽ. Đây là cái lối rẽ mình đang đi từ trên đường Trần Phú để đi vào đường Trường Chinh, cũng là phía đầu của dự án mở rộng đường cảng Phước An. Đi về đường Lê Hồng Phong các bạn, một cái đường nhánh, đây có một cái đường nhánh nhỏ nữa, và đường nhánh này là đường nhánh đi vào khu tái định cư xã Phước An, khu tái định cư cũng ở xã Phước An. Và bây giờ mình bắt đầu đi vào cái phần mở rộng cảng Phước An. Phần bên kia là đường cũ nha các bạn, còn bên đây là phần đường mới đang làm đây. Đang lưu liền phần đá dăm. Phát triển kinh tế trong khu vực thì huyện Nhân Trạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ưu ái cho mở rộng những con đường như thế này. Đây là một trong cái con đường của huyện Nhân Trạch để mở rộng. Mở rộng để kết nối từ các hướng bên phía Bà Rịa Vũng Tàu nhằm giảm tải một phần đường quốc lộ 51 ở hướng bên này các bạn. Khi mà bến cảng Phước An được đưa vào sử dụng trong tháng 9 này thì hệ thống đường kết nối từ trong cảng Phước An mà đi ra tới đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc là ra quốc lộ 51 thì đây là cái hướng di chuyển chính để đi ra các hướng bên đó. Phần này sao lại mới có đổ được cái lớp đá thôi. Bên kia là hệ thống đường dây điện các bạn, đang chôn những cái trụ điện. Vấn đề giao thông để phát triển khu vực của Nhân Trạch này thì đã được ưu ái cho rất nhiều cái con đường. Trước mắt là đường cảng Phước An này mở rộng thêm một nửa nữa, bắt đầu từ phần giao với lại đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Còn phía trong là thuộc dự án đường cảng Phước An khoảng gần 6 km đang trong quá trình hoàn thiện để khi cảng Phước An đưa vào sử dụng thì sẵn sàng cho việc lưu thông. Trong đó có cả đường cao tốc Bến Lức Long Thành, cũng là một trong những cái tuyến đường giao thông từ bên phía quốc lộ 51 nhằm giảm tải cái tuyến con năm tuyến đường 51 ra trong quá trình quá tải.
quay trở ra cái đường hiện hữu của cảng Phước An đây các bạn. Và đường mở rộng từ Bùng Binh của đường Trần Phú này cho tới đường kết nối của cao tốc Bến Lức Long Thành khoảng gần 5 km nha các bạn. Đoạn này thì mở rộng hai bên, bên này cũng như là bên kia đã bơm cát được các bạn. Bên này thì mới có móc cái lớp bùn phía dưới lên, cũng đang trong quá trình bơm cát này. Lại phải chờ thôi, cát lúc này rất là khó khăn đối với các công trình cầu đường như thế này. Với cái tiến độ thi công như thế này, mình nghĩ thì nếu mà trong cái tháng 9 này cảng Phước An đưa vào khai thác thì đoạn đường này nào thì cái đoạn đường này không thể xong được, vẫn phải làm sau thôi. Đường phía bên kia thì đang lưu nè, mình đã dắm các bạn. Khu tái định cư Long Thọ đây các bạn ơi. Đã có rất nhiều cái ngôi nhà được xây lên ở đây rồi. Mình đang lên trên phần cây cầu Bến Lớn các bạn ơi. Mở rộng cả hai bên luôn. Đây là hệ thống móng của cái phần cầu mở rộng Bến Lớn thêm này các bạn. Mình đang ở cái thời điểm là giờ trưa nên anh em công nhân như là kỹ sư làm việc đều đã nghỉ ngơi hết rồi. Các bạn có thể thấy là hệ thống kết nối cơ sở hạ tầng của khu vực Nhân Trạch nhằm đón chào cái sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác. Các hệ thống đường kết nối của khu vực Nhân Trạch rất là tuyệt vời. Đây là cái bảng thông tin của cái đường Lê Hồng Phong nối dài các bạn. Thì từ đây mà đường tới đường Lê Hồng Phong nối dài thì nó khoảng hơn 1 km. Bây giờ mình sẽ bay cho các bạn xem hình ảnh đường Lê Hồng Phong nối dài từ bên trong khu dân cư HUD ra tới đường cảng Phước An này. Đây cũng là một trong ba con đường được đồng loạt khởi công vào đầu tháng 1 năm 2024 này, gồm đường Lê Hồng Phong này và đường 25C nối dài cũng như là nâng cấp mở rộng đường 25B. Thank you.
bây giờ mình mời các bạn tiếp tục di chuyển từ đường cảng Phước An, từ cái góc kết nối vào đường Lê Hồng Phong. Mình đã thấy cây cầu vượt qua đường cảng Phước An của cao tốc Bến Lức Long Thành ở phía trước rồi các bạn. Nền đường mình vào đây cho các bạn xem cái bảng thông tin của đường cảng Phước An. Như vậy là cái đoạn mở rộng đường cảng Phước An từ phần đường cao tốc Bến Lức Long Thành ra tới bụng bên đường Trần Phú thì có thời gian thi công là 2 năm các bạn. Mình đang đi tới cái vòng quay của đường cảng Phước An với lại đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Cầu của cầu vượt trên đường cao tốc Bến Lức Long Thành mình thấy đã xong rồi. Mình đang đi trên khu công nghiệp Phước An, hay là gọi là khu công nghiệp 7 đấy. Các bạn ơi, cái khu công nghiệp Phước An này có diện tích là khoảng 300 hecta cộng với lại hơn 180 diện tích của cảng Phước An thì mới được khoảng gần 500 hecta cho cả hai cái khu vực này. Bắt đầu từ cầu vượt của đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì đã thảm nhựa gần như là hoàn thành cái phần mặt nền đường của đường cảng Phước An các bạn. Cao thế. Lúc trước ở đây nó có 3 cái trụ, 1, 2, 3, 3 cái trụ rất là lớn, mình không biết nó là cái gì. Thì bây giờ nó là những cái trụ của chân móng của cái cột này các bạn. Mình đang đi vào cái vị trí, đây là cái trạm thu phí của đường cảng Phước An này các bạn. Ở đây thì họ không có đổ bê tông, mà họ không có thảm nhựa mà đổ bê tông các bạn. Khu vực trạm thu phí của đường cảng Phước An họ làm rộng hẳn ra luôn. Cái đây là hết khu vực trạm thu phí, bắt đầu trở lại phần thảm nhựa. Các bạn có thể thấy là cây cầu thì vải trên đường cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua rất nhiều cái khu vực ngập mặn, có những cái rừng cây nước như thế này. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì cũng đi qua những cái rừng cây nước nhưng mà nó không có dài so với lại đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Rồi, cầu bên đây đang chuẩn bị làm cái thành cầu rồi các bạn. Là mặt đường đã thảm nhựa hết rồi nha. Giờ hệ thống đèn chiếu sáng có luôn này, không biết là đã bật được chưa, nhưng mà có trụ có bóng rồi. Mình đã đi tới vị trí của cây cầu Tắc Nhã Phương rồi các bạn.
cây này đã được lâu năm rồi, cây khá là lớn, có những cái trụ đèn, trụ ba bóng. Mình vẫn đang di chuyển trên đường Cảng Phước An. Dài khoảng gần 6 km tính từ phần giao với lại đường cao tốc Bến Lức Long Thành cho tới Cảng Phước An. Đây là một trong những cái cảng duy nhất của huyện Nhân Trạch nằm sát bên phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gần luôn cả cây cầu Phước An. Trong tương lai thì tuyến đường Cảng Phước An này thì cũng là cái hướng kết nối từ bên phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua đường cầu Phước An để đi ra cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, đường dây trở ra đường quốc lộ, rồi có thể là sẽ đi lên cao tốc và sẽ đi lên cao tốc Bến Lức Long Thành. Như vậy là sẽ có ba cái hướng kết nối của cái đường Cảng Phước An. Mình đã đi tới khu vực Cảng Phước An rồi các bạn. Từ phía xa mình đã nhìn thấy là những cái cần cẩu của bên phía bên trong cảng rồi. Ồ, đường này mà đua xe thì khỏi phải nói. Hoàn toàn là một cái vùng rừng gặp mặt, phải tốn biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của thì mới có những cái quãng đường đi lại như thế này. Bên này chưa thảm xong các bạn, vẫn thấy lồi lõm. Bên này thì chưa nè, thiếu một cái lớp nữa. Và ở đây thì đúng rồi, như là mình đã thấy thì đầu phía này mới đang thảm nhựa. Đây mình đang vào khu vực Cảng Phước An rồi nha các bạn. Đây cũng là thứ nhất của Cảng Phước An, diện tích là 183 mét, diện tích là 183 hecta. Một đống những cái trụ điện, cả những cái bóng đèn luôn rồi. Cổng ra vào các bạn, cái cổng phía đằng kia có cái cổng nữa. Đây là một cái bến để tập kết vật liệu cát đất đá các bạn, sát cái mép sông thì phải luôn. Đây là văn phòng của Cảng Phước An đây các bạn. Ba cái trụ cờ nhưng mà chưa có lá cờ. Đây là toàn bộ công trình của Cảng Phước An đang chờ ngày khai trương đây các bạn. Rất nhiều những cái xe vận chuyển bên trong khu vực cảng này. Đây là thêm một cái cổng ra vào nữa. Các cần cẩu di chuyển bên trong và các cần cẩu nằm bên phía ngoài mép cảng để vận chuyển những cái hàng hóa từ dưới sông đưa lên. Trong này thì họ cũng đang làm cái phần đường ra vào của cảng này. Đây cũng có một cái nhà xưởng đang thi công cái phần khung.
Bây giờ mình sẽ bay flycam, quay từ trên cao cho các bạn nhìn toàn bộ hình ảnh cái cảng Phước An đang trong quá trình thi công để chuẩn bị đưa vào sử dụng vào tháng 9 này.